mới sản xuất xong đây. Mình lại tập trung giới thiệu cho anh em một cặp tép 350, giá bán là 1 triệu một đôi, bao ship. Cái bản này thì có hai màu, màu đen và màu gỗ. Mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái cặp tép này lại để cho anh em mới vào xem nhá. Cặp tép này là 350, phễu này 12 vuông x 12. Chiều cao tổng của cặp này là 16 phân, 16 cm. Còn phần sau của nó là trang bị của tép 350. Đường kính là 9 cm côn 3,5. Có chế độ chỉnh tép và siêu tép. Chế độ gặt lên nó là siêu tép này, gặt xuống nó là tép nhá. Đấy, có bóng dự phòng đây và hệ thống chống cháy đàng hoàng. Trong quá trình sử dụng bóng đèn này không sáng mới ok, chứ còn bóng bị sáng là cảnh báo vang nâng lọc đang méo tín hiệu, ghép lông côm. Nói chung là bộ dàn không chuẩn, bị dày tép, bóng này sẽ cảnh báo sáng để cho chúng ta ghép lại. Bóng không sáng mới ok, chứ còn bóng bị sáng là chất âm không thể hay từ những cái bộ dàn ghép lung tung, méo tín hiệu 40%. Có hai màu, đó anh em xem kỹ. Đây là cái ván ép công nghiệp loại xịn. Chứ còn loại ván không xịn thì không làm mịn như thế này cho anh em được đâu. Ở cái chế độ siêu tép này, gắn lên này thì rất kén âm ly nhá, không phải âm ly nào cũng đạt chuẩn đâu. Đấy. Gắn lên là siêu tép, gắn xuống nó là tép. Gặt xuống thì nó chạy cho tất cả các loại âm ly vang nào cũng được, nhưng mà gặt lên thì phải có âm ly chuẩn, vang chuẩn, có siêu tép thì loa mới có tác dụng. Bây giờ âm ly chúng ta cắt hết giải siêu tép rồi thì anh em đòi loa ra siêu tép thì loa cậy đâu ra, anh em phải tưởng tượng như thế. Gặt lên thì nó rất kén âm ly. Đấy, theo cái số liệu phân tích của chúng tôi thì là giả dụ như là 100 đôi thì sẽ còn 35 người, 35 đôi là được chạy được chế độ siêu tép thôi. Thì chế độ siêu tép là một chế độ nó sẽ mỏng, tép nó sẽ mỏng gấp 6 lần tép thông thường, nên là phải âm ly chuẩn nhé, vang chuẩn, lọc xì thì mới có siêu tép. Còn tất cả những cái loại vang lì, âm ly lì thì chúng ta gạt xuống thôi, chạy chế độ tép thường nó kêu cho là may rồi nhá. Đây, có anh em xem kỹ lại này. Cái tép này nó sẽ chạy cho tất cả các loại âm ly từ 2 sò đến cục đẩy 40 sò, các loại loa phun, loa cây, loa đứng, loa nằm đều được, bát từ bát 20 đến bát 50 đều được. Nói chung là tép này nó không phụ thuộc vào cơ bát, nó dùng cho tất cả các loại bát. Đây là tép rời đặt nóc. Đấy, cái thông số kỹ thuật của nó mình đã đọc cho anh em rồi. Và cái dây này thì chúng tôi làm thành phẩm rồi. Dài 1 mét, này có dây đỏ và dây trắng. Dây đỏ quy định quốc tế là cộng rồi. Về chúng ta đấu và đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy, đôi nào cũng vậy. Đây, cho anh em xem kỹ đây. Nha. Đây, dây này dài 1 mét rồi, đỏ là cộng. Về chúng ta lấy kéo chích cho ra để chúng ta đấu. Đấu đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được. Đây, cháy là quá khứ rồi. Sản phẩm này được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Anh em liên hệ với Lưu Bắc Cạn, địa chỉ là Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn, trên Facebook Loa Thép Thông Minh, YouTube Điện Tử Phượng Lưu. Ship hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm. Cho anh em xem kỹ lại cái sản phẩm tuyệt vời này. Cháy là quá khứ rồi. Nhiều anh em cứ mua phải những cái hàng mã, hàng kém chất lượng thì anh em lại quay lại chúng tôi hỏi là liệu có chống cháy thật hay không. Đủ có câu hỏi về xịt, về cháy thì mình xin trả lời anh em này. Đây là loa tép chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Đấy, còn những anh em mà mua phải những hàng mã này, hàng rẻ này thì anh em về đấy mà ăn vạ mà khóc nhá. Còn chỗ chúng tôi này toàn khách VIP rồi, toàn khách mua đắt tiền thôi, 1 triệu một đôi, bao ship. Đấy, cam kết bảo hành 1 năm. Số điện thoại Zalo 0973 533 269. Rồi mình sẽ lại quay lại cho anh em xem chậm chậm lại này. Đây là cặp 1 triệu, nhớ nhá, mình nhắc lại nhá, 1 triệu một đôi, bao ship, có hai màu nhá. Đấy, về anh em đặt nóc và thưởng thức âm thanh thôi, hát karaoke tẹt bô chống cháy 100%. Nhiều anh em là cứ hỏi loa này có hát karaoke được không, loa này hát karaoke và nghe nhạc đều được. Đấy, thực ra thì nghe nhạc và karaoke nó đều là một. Chúng ta có karaoke được hay không là do vang nhại và mic. Còn nhiều anh em có hỏi là loa tép có hú không. Đấy, hú là do chúng ta không biết chỉnh âm ly vang chứ không phải do loa. Đấy, loa này nó không khác gì tép theo loa, chẳng qua nó để rời ngoài thôi, nó gọi là loa tép rời, nhưng còn nó không khác gì tép theo loa cả. Anh em nhớ nhá, qua đây là nó trang bị hệ thống chống cháy và những phân tần lọc chói rồi. Đấy, nên nó không bao giờ nó chói. Đây là cái phễu nhựa để chống chung chùa âm tép, chống ping nghiêng nhá. Đấy, thật âm 100% này. Đấy, chống hiện tượng chung chùa, trong choang, trong choang, chống chói luôn. Đấy, 1 triệu một đôi bao ship.
liên hệ Lưu Bắc Cạn để được phục vụ. Ok nhá.